Rồi, mình xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay thì mình cũng lên cho các bạn một con thố nữa các bạn. Con thố nha, con thố đực. Thì con này thì mình nuôi nó đã một thời gian rồi các bạn, được 7-8 tháng rồi. Chim nó cũng đang thay lông, đổ lông quá trời. Mình mới dọn xong mà nó lại đổ lông nữa rồi đây. Nó đang thời kỳ thay lông mạnh á. Đó. Con này thì thổ đặc âm to nha. Con này thì bạn nào mà chơi mồi mà có cái tính là hiền chim thì nên chọn con này. Cái con này nó hiền chim nhưng mà gù thì như trâu, gù rất là ác chiến. Những mình là rất thích những con siêu tầm những con mà gù ác chiến như các bạn, mặc dù không biết là nó hiền hay nó hung gì nhưng mà miễn sao mà nó gù mình mơ là được. Đấy, mình cũng nuôi chân dính gì thì bị gì ta, đừng nói chân dính phân, tưởng bộ chân nó bị gì thâu hẻm luôn á. Từng tiêu 7-8 tháng này này đổ lông là đợt thứ hai rồi nè. Cũng đang mừng á, ráng đổ một đợt nữa là canh chim á. Thổ nha, con thổ mạch âm to này, đuôi cái rất là ngắn luôn, cực kỳ ngắn luôn nha các bạn. Thì cái con này thì nói chung là cái độ gù của con này rất là tốt và hiền chim đó, dành cho những bạn nào mà thích chim hiền không có hung hăng chim đó. Tại vì nó gù là nó đứng một chỗ nó gù không à, nó không có nhào nháo, nó không có nhảy lên đá đấm gì đó. Mà con này hồi mình đánh lập đó, ngực nó rất là tốt luôn. Ngực con này, coi bộ ngực này phần to bự, mà đứng cứ đứng mà không phải đứng gần đâu, đứng rất là xa, đứng cách mấy cây á, mấy cái cây chứ không phải là mấy cây số nha, cách mấy cái cây số mà đứng cứ một chỗ đó là gù 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 riết, mà 2-3 con chim khác nó tới là vẫn đứng đó gù luôn. Mình cứ thấy con này nó gù rất là tốt mà mình cũng ưng, trông cho bẫy dính được, cuối cùng là cũng bẫy được con chim về nuôi này nữa. Mấy tháng này đang thay lòng lại nữa rồi đây đó, ráng rụng lần một lần nữa là chắc ok đó các bạn, rụng một lần lông nữa là ok đấy. Nuôi cho anh chăm sóc anh con này nó ăn lạ nha, con này nó ăn nó hạt đen với hạt vàng không à, còn để hạt trắng lại nha, ráng ép cho nó ăn hạt trắng cũng nhiều lắm mà nó cũng ăn xuống khóc quá rồi á, mình ráng ép cho nó ăn cho nó quen luôn, ăn dễ cho nó đồng đều luôn. Ăn gì lạ kỳ đó, ăn cho nó đồng đều cho nó. Lúa thì cũng ăn cũng xuống khúc đây nhưng mà ăn hạt đen với mấy cái hạt màu kia không, còn chừa hạt trắng lại. Hiền chim lắm, hiền chim mà dạng chim luôn nha. Đây mình quay trước mặt luôn này, rất là dạng chim, nãy giờ mình quay lung tung hết đấy, bài bản, rất là thích hợp để chơi mồi. Rồi này lên mấy con chim VIP cho các bạn luôn rồi đó. Rồi thì bạn nào thấy thích hợp với chú chim này thì liên hệ trực tiếp cho mình luôn, mã trên video luôn nha các bạn. Rồi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Rồi xin chào tạm biệt bạn nha.